Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình lại vào bếp và cùng du lịch Hà Nội với những món quà vặt nổi tiếng của Hà Nội cùng với Misu nha. Cái món này Misu cũng đợi các bạn rất là lâu rồi. Các bạn nhìn các nguyên liệu như thế này thì các bạn đoán ra là Misu đang chia sẻ với các bạn món gì nổi tiếng của Hà Nội không? Đó chính là xôi khúc hay là bánh khúc đó các bạn. Và thường thì Tết ra thì là mùa mọi người đi hái rau khúc về nhiều nhất và rau khúc cũng là ngon nhất. Cái này thực ra thì Misu thấy rất là nhiều bạn cũng đã chia sẻ về cái bánh khúc này rồi và xôi khúc này rồi, nhưng có lẽ là nhiều bạn chưa từng được ăn cái bánh khúc thật sự của người Hà Nội, cho nên làm nhiều khi nó cũng khác so với người Hà Nội làm. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng vào bếp với Misu để cùng với Misu chinh phục cái món bánh khúc, món quà vặt nổi tiếng của người Hà Nội nha. Những người con của Hà Nội khi xa xứ mà đã từng ăn cái bánh khúc này, nó ăn vào máu và thịt rồi thì nhớ ra giết các bạn ạ. Ở nước ngoài thì không có lá khúc, và Misu cũng đã tìm hiểu cũng rất là nhiều lần làm, giống như ngày xưa Misu chinh phục cái bánh giò cũng vậy. Misu làm đủ các loại lá để làm sao mà tìm được cái hương vị của cái lá khúc, bởi vì cái lá khúc nó có cái mùi nó thơm thơm ngái ngái đặc biệt của lá khúc các bạn ạ. Chứ còn cái màu xanh thì chúng ta của cái lá khúc thì chúng ta có thể làm với bất kỳ cái nào cũng được. Ví dụ như rau chân vịt là rau spinach thì nó ra màu xanh nhưng lại không ngoại, nhưng mà lại không ra cái bánh khúc của người Hà Nội các bạn. Rồi là có một số các bạn thì làm bằng rau cải cúc, nhưng rau cải cúc họ nhà cải cúc nhưng không phải với lá khúc các bạn ạ. Hoàn toàn không. Và hôm nay thì Misu cùng với các bạn sẽ chinh phục nó nhá. Chỉ được khoảng độ 90% thôi, nhưng mà đây là cái loại mà Misu nghĩ rằng là đối với các bạn ở nước ngoài các bạn dễ kiếm và làm gần gũi với bánh khúc của Hà Nội nhiều nhất. Misu đã thử với lá su hào và lá cải kale thì cái lá su hào nó không ngon bằng, và cuối cùng Misu sẽ lựa chọn hôm nay làm video để chia sẻ với các bạn bánh khúc của Hà Nội với lá cải kale nha các bạn, thì được 90% như vậy, và đây chính là cái mùi vị của bánh khúc, đến nỗi mà khi Misu ăn lên Misu cứ hít hà vào đây rồi, đây chính là cái mùi mà Misu đã tìm kiếm bao nhiêu năm. Thế bây giờ nguyên liệu của chúng ta cần chuẩn bị này, tức hết là xôi khúc thì phải có gạo nếp rồi. Thì gạo nếp các bạn nhớ nhé, gạo nếp muốn ngon trong tất cả các loại, Misu chia sẻ về củ nếp bởi vì Misu rất thích xôi, thì xôi bao giờ các bạn cũng sẽ phải ngâm cho Misu qua đêm hoặc từ 6 đến 8 tiếng nha các bạn. Còn xào xôi hay là bất cứ xôi nào đối với xôi khúc, đối với loại xôi của người Hà Nội thì Misu đều không chấp nhận, đều không ngon các bạn ạ. Các bạn cứ thử mà xem, nó sẽ khác hẳn luôn. Có thể là do khẩu vị của mỗi vùng miền, nhưng nếu như các bạn muốn thử các món của người Hà Nội thì các bạn hãy thử các món của người Hà Nội chia sẻ để các bạn tự phân biệt nhé. Và đây là 500g gạo nếp Misu đã ngâm qua đêm và chúng ta sẽ để khô ráo như thế này đấy các bạn. Tiếp theo là đến đỗ. Đỗ thì là 200g đỗ và các bạn cũng phải ngâm từ 2 đến 4 tiếng để cho nó nở gấp đôi như thế này nha các bạn. Các bạn nhìn hạt đỗ của Misu này, nó nở gấp đôi như thế này luôn. Và chúng ta sẽ đi thổi đỗ. Đối với bánh khúc thì đã phải thổi đỗ chứ chúng ta sẽ không đổ đỗ nha các bạn. Thịt là thịt ba dọi. Cái miếng thịt ba dọi ngon không các bạn? Đây này, nửa nạc nửa mỡ như thế này. Và từ nếu mà các bạn thích ăn nhiều thịt thì là 200g như của Misu hoặc là 150g nha. Rồi đến cái phần để nó cho giống lá khúc của quê nhà của Hà Nội thì các bạn sẽ theo Misu để làm cái cải kêu này nha các bạn. Là khoảng độ một bó nhỏ thôi, và các bạn sẽ tách rửa sạch nó ra, sau đó thì tách chỉ có lấy lá này thôi, bỏ cái cọng đi nhá, lấy những cái lá tách nhỏ như thế này ra thôi. Và chúng mình sẽ phải làm một số các công đoạn nữa để làm sao cho thật giống với cái bánh khúc của người Hà Nội. Và nói đến bánh khúc của người Hà Nội thì không có bạn nào không thể quên được cái bánh khúc của cô Lan ở Nguyễn Công Trứ, và cũng cảm ơn chị đã đưa cái món quà vặt của người Hà Nội đến bạn bè quốc tế với rất là nhiều người và những người ở các vùng miền khác để biết đến cái bánh món quà vặt của người Hà Nội nó như thế nào. Tiếp theo thì đây là cái phần nhân ở phía bên trong, thì chúng ta sẽ làm bằng bột nếp và bột tẻ nha các bạn. Các bạn nếu như làm bột nếp không thì nó sẽ rất là bị nhão và nó bị dính các bạn ạ. Bắt buộc phải có chút bột tẻ để pha vào. Nếu như bạn nào mà chia sẻ để làm có bột nếp không thì có nghĩa là các bạn ấy chưa từng được ăn cái bánh khúc của người Hà Nội bao giờ.
Và thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp này, thổi đỗ cùng với mi su, ướp thịt cùng với mi su và làm một vài công đoạn. Chúng ta sẽ phải luộc cái lá kale này lên này các bạn này. Thế rồi chúng ta sẽ phải xay ra và sẽ trộn cùng với lại bột để chúng ta làm bánh khúc nha các bạn. Các bạn cho mi su khoảng độ 4 cắp nước vào đây. Cho mi su một chút muối. Nước sôi này thì các bạn cho toàn bộ cái phần lá cải kêu mà chúng ta đã rửa sạch và cắt nhỏ các bạn cho vào đây cho mi su. Có hai cách, một là các bạn sẽ cho nước và xay tươi, sau đó các bạn đặt lên bếp đun cho mi su. Nhưng mà mi su sẽ làm cách thứ hai, nếu các bạn thích thì làm theo cách của mi su như thế này, là chúng ta sẽ rửa sạch này, đổ nước sôi và luộc cái cải kêu này trước, sau đó thì chúng ta mới đi xay. Có hai cách nha, thì tùy các bạn lựa chọn cách nào mà thấy các bạn thấy tiện và phù hợp với các bạn. Nước sôi lại rồi, các bạn bấm đồng hồ để cho mi su đúng thêm 2 phút nữa nha các bạn. Và chúng ta sẽ tắt bếp và vớt cái cải này ra luôn. Ngay cái lúc này thì các bạn đã ngửi thấy thoang thoảng đâu đây mùi lá khúc rồi đấy các bạn ạ. Để hết 2 phút rồi, mi su tắt bếp đi. Rồi chúng ta sẽ vớt ra, chúng ta sẽ đi xay và lấy luôn nước của cái nước luộc này các bạn cho vào xay cùng với mi su luôn nha. Các bạn cho cải vào đây này, vào máy xay sinh tố cho 2/3 cắp nước luộc và xay nhuyễn ra cho mi su nha. Xong rồi đấy các bạn xay nhuyễn ra cho mi su thì chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp màu xanh nó như thế này đây này các bạn này. Và cái lá cải kêu nó nhuyễn ra như thế này nha các bạn. Và chúng ta đừng có bỏ cái nước luộc đi nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy luôn cái nước đó cùng với cái phần này để chúng ta sẽ nhào bột đó. Chúng mình sẽ đi nhào bột với mi su này. Đây là cái bột nếp nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cho mi su là 300g bột nếp và 2 thay bồn spoon tầm khoảng độ 30g của bột gạo tẻ. Bắt buộc phải có bột gạo tẻ để các bạn pha vào đây để nó không bị dính và nó không bị quá nhão nha các bạn, cho cái bánh nó đứng bánh đó. Tiếp tục này, các bạn sẽ cho mi su một chút xíu muối nhá, 2 thay bồn spoon mỡ hay là dầu ăn nha các bạn. Cái phần nước của lá kale mà chúng ta vừa mới xay xong đó thì các bạn sẽ đổ vào đây cho mi su. Còn lại nếu như mà nó bị khô đó, bây giờ thì chúng ta sẽ trộn đều nó vào. Nếu mà bị khô thì các bạn sẽ lấy luôn cái nước mà các bạn luộc á, các bạn cho vào đây. Các bạn cho từ từ thôi nha. Thì mi su cứ cho từ từ vào đây. Thiếu nước thì mi su mới lấy cái nước luộc mi su cho vào đây. Cứ như vậy thì các bạn hòa, bóp đều vào ra. Các bạn ơi, bột xong rồi đây. Cái bột nó mềm mịn dẻo như thế này là vừa xoẳn đây các bạn này. Mi su không cho thêm nước nữa. Mà các bạn biết không, khi mà mi su xay đó thì mi su lấy đúng 2/3. Mi su cũng không đong là bao nhiêu, tí nữa mi su sẽ nhìn lại 2/3 cắp sẽ là bao nhiêu, cho vào một cái mớ cải kêu đấy. Thế và mi su cứ cho từ từ. Đây, bây giờ ở phía bên trong này nó hết rồi, đây này các bạn, còn lại từng này thôi, còn lại cái xác một chút nữa thôi. Và tùy từng loại bột nhá, để các bạn sẽ để nhìn đấy, mi su lấy cho các bạn xem cái bột này nó dốc thành bầu như thế này, như thế này này các bạn này, các bạn lấy được ra. Thế đồng thời khi mà chúng ta sẽ thử này, chúng ta sẽ bóp nó vào như thế này, vê tròn nó như thế này này các bạn này, sau đó thì chúng ta ép ra đó, mà nó không bị tẽ ra, mà nó mềm mại như thế này, nó không bị dính tay thì có nghĩa là bột đạt nha các bạn. Thế nhưng mà cũng chưa xong, cái phần này chúng ta cần phải để đây đã. Chúng ta đậy nó lại cho mi su và để cho bột nghỉ ít nhất là 30 phút nha các bạn. Để cho bột nó nở ra, sau đó thì chúng ta mới bọc với nhân, đỗ xanh và thịt. Rồi chúng ta sẽ đi đồ xôi khúc nhá. Từng công đoạn một như thế thì nó mới ngon đấy các bạn ạ. Tưởng là dễ nhưng mà không dễ một chút nào đâu. 200g thịt ba dọi này thì các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mi su như thế này. Để mi su sẽ chiếu thật sát để cho các bạn nhìn cái chiều bề dày của nó khoảng độ 1cm như thế này nha các bạn. Và các bạn thái nhỏ như thế này thôi, để làm sao, bởi vì chúng ta sẽ
hấp thịt sống đấy các bạn. Cho nên là chúng ta càng thái nhỏ thì cái miếng thịt nó ngấm vào nó càng ngon. Thế và đến khi mà chúng ta bọc đỗ vào ấy thì nó sẽ vừa chín tới, nó sẽ rất là ngon các bạn ạ. Thịt nửa nạc nửa mỡ nha. Và các bạn đừng thái to quá, thái nhỏ như này thì chúng ta sẽ cuộn nhân vào cho nó đẹp mà nó ngon nữa. Còn đây là gia vị các bạn, là một với 200g thịt ba dọi thì chúng ta có 1 teaspoon của bột nêm. Các bạn dùng bột nêm nào cũng được nhé. Miso dùng cái bột nêm gà này. 1/2 teaspoon muối, phải có muối nha các bạn. Và bột nêm các bạn nào thích cho mì chính thì các bạn sẽ cho thêm một chút mì chính vào đây nữa. Và 1 teaspoon hạt tiêu. Cái hạt tiêu này thì các bạn nhiều ít thì các bạn sẽ cho vào. Còn của Miso thì cho 1 teaspoon với 200g thịt như thế này là vừa. Cái này phải nhiều hạt tiêu mới ngon. Thế nhưng mà nhà Miso cũng không ăn được nhiều hạt tiêu lắm, cho nên là cứ theo như thế này thôi. Còn các bạn tùy. Và cái này không cho nước mắm nha các bạn. Thì chỉ cho, bắt buộc phải có muối và thêm gia vị. Các bạn nào cho mì chính thì thích ăn mì chính thì cho thêm vào. Và hạt tiêu thế thôi. Chúng ta sẽ ướp thịt ở đây trong khoảng độ 15 phút hoặc là nửa tiếng. Sau đó thì chúng mình sẽ đi gói bánh khúc nha các bạn. 200g đỗ các bạn ngâm cho nó nở gấp đôi ra như thế này. Các bạn đổ ở đây này. Xâm xấp mặt cho Miso này. Như này nha các bạn. Đúng xâm xấp mặt đỗ này. Cho một xíu muối. Để cho nó đậm đà đấy các bạn, đừng cho nhiều quá nó mặn nha các bạn. Và chúng ta sẽ bật bếp lên. Những cái cách thổi đỗ này thì Miso đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Các bạn sẽ để cho đỗ nó sôi lên hớt bọt ra. Sau đó thì nó cạn lại. Bắt đầu các bạn để vung thì khoảng độ 15 phút nữa là đỗ chín. Và chúng ta sẽ đi dầm đỗ ra nha. Đỗ sôi này. Các bạn hớt cái bộ lớp bọt này ra cho Miso. Và vặn lửa vừa nha các bạn. Nước cạn rút hết vào đỗ như thế này thì các bạn sẽ đậy vung lại cho Miso. Chúng ta vặn nhỏ lửa và đun 15 phút nữa là đỗ sẽ chín nha. Hết 15 phút này. Wow. Các bạn mở nồi ra thử đỗ này. Các bạn nhìn đỗ ngon chưa? Đây để Miso thử cho các bạn xem này. Cái hạt đỗ này. Đỗ chín rồi. Và như thế này là vừa này các bạn này, không khô quá mà cũng không nát quá này. Thì các bạn sẽ nhân lúc đỗ còn nóng nhá. Các bạn một là sẽ cho vào cái máy xay sinh tố, các bạn xay hoặc các bạn có cái dụng cụ mà để nghiền ra như Miso như thế này thì các bạn nghiền ra cho Miso. Đỗ xong rồi đấy các bạn, chúng ta sẽ được cái hỗn hợp đỗ như thế này này. Đó, rất ngon. Khi đỗ xanh nguội nguội một chút rồi ấy, thì các bạn sẽ chia ra và nắm thành những nắm nhỏ này cho Miso nhé. Các bạn tùy cái viên của các bạn là thích to hay nhỏ. Còn Miso ở đây 200g đỗ, Miso chia ra được 12 viên, mỗi viên 35g. Và các bạn nhìn thấy cái đỗ nó phải mềm như thế này nhé các bạn. Và cái mặt nó khi mà các bạn vo nó lại ấy, nó phải mịn như thế này. Có nghĩa là đỗ nó thổi vừa nhé các bạn. Còn nếu như mà nó bị nứt chân chim ra, có nghĩa là đỗ khô, thì các bạn lại phải cho lên trên bếp. Các bạn cho một ít nước sôi vào cho Miso để cho cái đỗ làm sao nó không bị khô quá. Trông thì đơn giản như thế thôi, nhưng mà nếu mà đỗ của cái bánh khúc này mà khô thì nó sẽ không ngon. Và khi các bạn vo thịt lại thì nó sẽ rơi lả tả ra. Cho nên cái đỗ á, đây các bạn nhìn này, Miso chiếu sát ở nơi cho các bạn đây, nó phải mịn màng như thế này này. Đó. Thế và để cho cái bề mặt nó không bị khô ấy, sau khi các bạn nắm lại xong thì các bạn sẽ lấy cái giấy wrap, các bạn sẽ ủ lại cho Miso như thế này để cái mặt nó không bị khô. Chúng mình đi gói nhân với Miso nha các bạn. Rất đơn giản, các bạn sẽ lấy cho Miso một cái miếng ni lông như này, hoặc các bạn gói bằng tay cũng được. Nhưng mà Miso sẽ chỉ cho các bạn cái cách của Miso gói. Các bạn lấy cái miếng đậu ra, các bạn ép nó xuống như thế này này. Và các bạn sẽ nhìn thấy như thế này á, nó vừa nhanh mà nó lại đều cái miếng đậu. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng đậu nào. Đây. Nó mềm mịn mướt như thế này, à nó không bị khô. Thế rồi mình sẽ cho thịt. Đó, nhiều ít tùy các bạn chia nó ra. Và bắt đầu. Một tay các bạn thu nó lại và một tay chúng mình ép vào. Như này này các bạn này. Đó,
Thế là chúng mình xong một viên nhân rồi đây này các bạn. Đã xong 12 em nhân đây các bạn, và chúng ta vẫn cứ đậy vào trong mi xù như thế này để cho cái mặt nhân đậu này nó không bị khô nha các bạn. Hết 30 phút ủ bột rồi đây. Các bạn nhìn này, mi xù sẽ cân lên cho các bạn xem là được bao nhiêu bột nha. Cái bột này rất là ngon các bạn ạ. Và chúng ta nặn bao nhiêu nhân thì sẽ chia cái bột này ra phần bấy nhiêu phần nhá. 795 các bạn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn nhìn này. 795. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia ra cho 12 nha. Rồi, bây giờ chúng mình đi nặn bánh với misu nhá. Rất là đơn giản các bạn. Chia 12 viên đây rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho một viên vào đây này. Chúng ta lấy cái cùi tay này, dàn mỏng đều nó ra như thế này. Và chúng ta cho viên nhân vào giữa. Đó. Rồi chúng ta khéo léo bọc nó vào thôi. Như này này. Rất là nhanh, xong rồi. Đây. Ngon không các bạn? Và cứ như thế thì các bạn sẽ nặn đủ 12 viên cho misu rồi chúng mình sẽ đi hấp xôi nha. Viên cuối cùng nào các bạn ơi. Xong rồi, ta-da, 12 viên các bạn. Gạo nếp đây các bạn. Các bạn ăn nhiều nếp, ít nếp, mà vừa vừa nếp thì tùy các bạn nha. Đây, misu đã cho một chút muối vào đây. Chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Thế và trong khi đó, trong khi chờ đợi cái phần này chúng ta làm thì các bạn sẽ đặt cho misu nồi nước sôi lên để chúng ta đổ sôi nha. Chúng ta còn một công đoạn nữa, nếu như các bạn muốn đẹp á thì các bạn biết làm gì không? Chúng ta sẽ lấy này, cái viên bánh khúc này. Các bạn sẽ cho vào đây cho misu áo một cái lớp gạo nếp lên bánh khúc này. Như thế này. Chúng ta để vào đây. Vừa để cho nó đỡ bị dính vào nhau đấy các bạn. Mà nó lại cái phần đấy nó đẹp đó. Nó đều sôi đó. Các bạn áo vào đây như này cho misu. Nước sôi nha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ vặn nhỏ lửa cho misu xuống trước hết đã này. Thế rồi các bạn sẽ trải cho misu một lớp nếp lên trước. Các bạn dàn đều nó ra. Một cái lớp nếp phía dưới này. Rồi chúng ta mới cho bánh khúc vào nha. Đó, như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ xếp bánh khúc vào cho misu và xếp cách ra nha. Đây, chúng ta xếp vòng tròn ngoài trước này. Và xếp cách ra cách nhau khoảng độ 2 cm như này nha các bạn. Đừng có xếp sát vào nhau. Đó, như thế này. Cách ra như thế này để cho cái bột nó còn nở đấy các bạn. Cứ như vậy các bạn đổ thêm một lớp gạo nữa. Cứ một lớp gạo, một lớp bánh nha các bạn. Đó. Xong rồi đây các bạn ơi. Và các bạn sẽ để cứ một lớp gạo, một lớp bánh khúc như thế này. Và các bạn nhớ để vồng lên như thế này để cho nó có cả hơi lên nhá. Cuối cùng là các bạn sẽ phải lấy một cái khăn. Các bạn sẽ phủ nó lên để cho nó cái bánh này ấy, nó phải có đầy hơi thì cái gạo nó vừa dẻo, nó không bị nát cái hạt gạo. Khăn hấp này misu cũng chia sẻ rồi đấy, bây giờ chúng ta hấp trên 50-60 phút tùy lượng nếp và bánh trên lửa vừa nha các bạn. Bánh khúc đi. Ai bánh khúc nào các bạn ơi. Bánh khúc của misu đã xong rồi đây. Misu sẽ dở lên cho các bạn xem. Misu phải hấp ở 55 phút đây các bạn. Wow. Các bạn nhìn này. Khói bốc nghi ngút này. Misu tắt bếp đi cho các bạn nha. Đó, cho đỡ khói.
Và Misu xin mời các bạn bánh khúc đây. Các bạn nhìn hạt xôi này, nó bóng, nó ngon chưa các bạn này? Và xôi phải dẻo như thế này nha các bạn, mà nó bóng như thế này mà nó lại không bị nát nhá. Các bạn nhìn này, cái màu của bánh khúc này, yêu chưa? Đây, để mình rửa bới xôi ra cho các bạn xem. Đây này, mềm này, ngon này, không son phấn đây các bạn, rất là ngon. Thế và bây giờ thì Misu sẽ đợi nguội một chút để Misu sẽ gắp ra mời các bạn, để các bạn xem phía bên trong cái bánh khúc nó như thế nào nha. Nếu các bạn thích, Misu xin mời các bạn vào bếp cùng thưởng thức bánh khúc Hà Nội chuẩn trên các loại chuẩn của Misu nha. Và các bạn tham khảo xem, các bạn thử làm theo cách của Misu xem các bạn có ưng ý không nha. Chúc các bạn thành công. Misu gắp bánh khúc ra để mời các bạn. Đây các bạn, làm như Misu này lấy rất dễ dàng này. Chúng mình lấy kéo cắt ra. Wow, ngon chưa? Cái bột nó mềm dẻo rất ngon các bạn ạ, mà không bị nát. Rồi muối vừng này, rồi ruốc này, rồi hành khô này. Misu xin mời các bạn, nếu các bạn thích thì vào bếp cùng làm với Misu để chinh phục món bánh khúc chuẩn của Hà Nội cùng với Misu nha.